Hiện nay tôi đang là giám đốc điều hành của công ty Hương Thịnh, một công ty chuyên xuất khẩu các mặt hàng về năng lượng sạch. Trong những năm trở lại đây, nghề xuất nhập khẩu đang trở thành một trong những nghề các bạn trẻ yêu thích và mong muốn được làm việc do là công việc năng động và chuyên nghiệp, bởi vì chúng ta tiếp xúc nhiều với các khách hàng đối tác nước ngoài và là một trong những nghề có mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của nhân viên văn phòng. Nhưng vướng mắc ở chỗ là các bạn trẻ luôn luôn bị các nhà tuyển dụng từ chối do thiếu kinh nghiệm. Vậy phải làm sao từ bỏ chăng? Chính vì vậy, khóa học bắt đầu làm xuất nhập khẩu từ con số 0 là giải pháp cho bạn. Lợi ích của khóa học là giúp cho các bạn có được kiến thức thực tế như một người có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm, nắm được quy trình xuất nhập khẩu, bộ hồ sơ chứng từ bao gồm những gì, nắm được các phương thức thanh toán, điều kiện thanh toán và nguyện thuật thanh toán trong thanh toán thực tế. Các bạn tự tin giải quyết được tất cả các vấn đề phát sinh trong nhiệm vụ xuất nhập khẩu. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay để cùng khám phá về ngành xuất nhập khẩu. We'll be right back.